Xin phép Thanh Huyền được gửi một lời chào chính thức và trân trọng đến với mọi người. Em là MC Song Ngữ và ngày hôm nay em là đại diện của Việt Nam tại Miss Charm 2023. Xin chào. Thực sự thì cảm xúc của Huyền ngay lúc này rất là lạ. Tại vì mọi người biết là Huyền đã đứng trên sân khấu rất là lâu ở một vai trò khác. Thì ngày hôm nay không phải là bản thân em có điều gì đó đặc biệt hơn, mà em mong muốn mình có thêm những cái trải nghiệm và được trở thành một kỷ niệm, một trải nghiệm trong hành trình sống và trong trái tim của tất cả những người ở đây. Ngày hôm nay lên chạy chương trình thì em vẫn còn cảm thấy nó không có quen với bản thân của mình. Nhưng mà em hy vọng là trong hành trình sắp tới thì em có thể bật mí cho mọi người thêm những cái điều đặc biệt của Việt Nam mà em sắp sửa giới thiệu đến với bạn bè thế giới. Thanh Kim Huyền thân mến, bạn sẽ thi cuộc thi quốc tế tại Việt Nam, và tôi biết được rằng là khi ở Việt Nam ở gần với fan hâm mộ thì bạn sẽ có rất nhiều những động lực, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ là những áp lực. Thế thì không biết là có thể chia sẻ những điều thuận lợi, những khó khăn khi mà mình thi đấu tại Việt Nam không? Dạ, có một cái fun fact, một điều rất là vui là từ cả hai lần em thi Hoa hậu thì em thi ở nhà, em mãi còn chưa xuất ngoại được. Lần đầu tiên thi hậu Hoàng Vũ thì Hoa hậu Hoàng Vũ tổ chức ở Khánh Hòa. Dạ, và những cái điểm tham quan cách nhà em khoảng 500m. Lần này em đi thi quốc tế, nhà chung cách nhà em 1km. Em vẫn chưa biết là em sẽ đi tới đó bằng phương tiện gì. Dạ, em nghĩ là cái thử thách lớn nhất là mình vượt qua bản thân mình. Em nghĩ là trong hành trình sắp tới không chỉ Miss Charm mà sẽ còn rất là nhiều những cái điều nữa đến với bản thân của mình. Một số cô gái thì em biết là một trong những ước mơ lớn nhất đời là được đổi phương vị đeo sash, nhưng mà em nghĩ là cuộc sống sẽ còn rất là nhiều điều chờ đợi mình, cho nên là cái thử thách lớn nhất là ngày mai mình phải tốt hơn ngày hôm nay. Cái dự án mình đang thực hiện là mình đã phải công lên cho những cái năm trước, năm sắp tới. Vậy thì em hy vọng là mình có thể vượt qua được những cái giới hạn của bản thân mình tại cuộc thi này. Không phải là những gì mà mọi người nhìn thấy, mà em hy vọng là em có thể gặt hái được nhiều điều hơn nữa. Và trong cuộc thi lần này thì có một cái điểm rất là khó khăn là vì thời gian khá là gấp rút. Là từ sau ngày 15 tháng 12 thì em chỉ có vỏn vẹn là khoảng tầm 2 tháng để mà có thể chuẩn bị cho bản thân của mình, chuẩn bị những cái chất liệu để đến với cuộc thi. Thì em hy vọng là những cái điều mà em đã chuẩn bị có thể phần nào đáp ứng được những cái tiêu chí, và em hy vọng là mình sẽ giữ được cái nguồn năng lượng để mà có thể đến với cuộc thi trong một cái tâm thế, một cái tinh thần sẵn sàng nhất. Còn nếu mà nói về đã chuẩn bị đầy đủ hay chưa thì em nghĩ là không chuẩn bị đầy đủ. Ở lần này thì em cũng có một cái dự án rất là hay mà em hy vọng là mọi người, tất cả chúng ta sẽ có thể gợi ý thêm cho em để mà em có thể biến cái dự án này được lâu dài và vững mạnh, bền vững hơn trong cuộc thi. Vâng, và tôi tin rằng là tất cả quý vị với những ai theo dõi và hành trình của bạn, những yêu mến bạn thì chắc chắn sẽ còn đồng hành với bạn dài hơn nữa. Cảm ơn. Dạ, thật sự đảm bằng gì nữa không? Dạ rồi. Và chị Huyền ơi, tất cả mọi người chắc chắn cũng biết chị Huyền là một MC song ngữ, mà một MC song ngữ có trí nhớ siêu phàm. Chắc chắn mọi người cũng đã nghe qua cái biệt danh là MC 3000 tuổi, đúng không ạ? Thì ngoài cái biệt danh đáng tự hào này ra thì chị Huyền có thể chia sẻ cho khán giả biết những cái điều thú vị về bản thân mà có thể là khán giả chưa nghe được trước đó không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của Tiên. Một câu hỏi rất là hay. Dạ, nhưng mà em sẽ không có cả ngày để trả lời, nhưng mà em xin được tóm tắt như thế này. Đó là khi mà có cái tin là em sẽ là đại diện của Việt Nam để tham dự Miss Charm thì em biết có rất là nhiều người hoài nghi về em, về mọi thứ. Nhưng mà thực ra thì em nghĩ là em đã có 26 năm chuẩn bị cho hành trình sắp tới. Nó không phải là chỉ trong 2 tháng, mà đó là cả một cái hành trình rất là dài. Xin thưa với mọi người, sáng nay em có đi xin xăm. Vậy xăm nói là em sẽ đạt được cái thành công như em muốn, nhưng mà nó sẽ là một chặng đường rất dài và rất nhiều cái khó khăn. Thì em tự nhiên em nghĩ lại cái hành gì mà em đã trải qua, thấy đúng thật. Nó không phải là cái gì đó trên đầu, trên trời rơi xuống đầu mình, mà phải tốn rất nhiều thời gian và công sức.
thì sau bao nhiêu lần em được đổi cương vị từ những cái chức vị khác nhau, ví dụ như là em đi vô cửa hàng thời trang xong người ta bán một cái món đồ bằng nhựa mà nó giống cương vị những cái bạn em trao cho em, sau hôm bữa em đi một cái tiệc, dạ thì trên bàn mấy cái vật dụng đồ ăn á thì có một cái trông rất là giống cương vị chị Hồ Hen, anh bảo Hoàng tội cho em cho nó vui, dạ đó là trong fashion show của anh Lê Thanh Hoàng, rồi có vương miệng từ trái cây nữa, rồi rất em đổi rất là nhiều những cái vương miệng mà chưa bao giờ vương miệng nào là thật, rồi chưa chính thức. Thì ngày hôm nay thì em may mắn là có được chiếc vương miệng này, nhưng mà khi mà đổi lên thì thực ra là rất là nặng, dạ rất là nặng, tại vì em biết mình có nhiều cái trọng trách. Thì xin được bật mí với mọi người một cái điều này, hồi nãy trong cái lời giới thiệu thì em có nói về một cái hint là em sẽ cho ra mắt một cái digital notebook. Và đây là một cái dự án mà em cảm thấy mình rất là nhiều những cái tâm huyết. Bởi vì sao? Đây là một cái phiên bản cẩm nang notebook du lịch đặc biệt dành cho các bạn thí sinh của Misha và thậm chí là có thể ban giám khảo quốc tế đến Việt Nam họ sẽ cần. Ở đây sẽ tập hợp tất cả những cái trải nghiệm, những địa điểm thú vị ở tại Việt Nam tùy theo mỗi thành phố. Đặc biệt cho Misha, mình sẽ đến với những cái gợi ý của em về những địa chỉ, nhà hàng, cà phê, đến Việt Nam đặt đồ ăn ở đâu, gọi xe ở đâu, thậm chí là có tên của cả makeup artist, cả photographers. Nếu như các bạn thí sinh thế giới đến Việt Nam cần những điều đó, những cái điều gì, thậm chí là em sẽ thu cả có thể là voice của mình để giới thiệu Việt Nam và dạy cho chỉ cho các bạn một số cách nói tiếng Việt Nam, ví dụ như cái câu là u là trời hay là anh nói xà lơ này kia, dạ em sẽ tập trung vào cái này. Thì đây là một cái phiên bản đặc biệt cho Misha, nhưng mà một cái hành trình sắp tới em muốn phát triển cái điều này thành một cái dự án về du lịch của Việt Nam. Khi mà khách du lịch đến với thế giới Việt Nam thì từng thành phố họ sẽ cần cái điều gì. Và em sẽ có hai định dạng, một là bạn digital, chúng ta có thể access vào cái đường link. Và sau đó thì bạn digital với cái đường link này sẽ được tích hợp thành một QR code và em sẽ dán nó lên trên cái bản notebook thật của em. Và em hy vọng là trong tương lai, cái bản notebook này của em sẽ được hiện diện ở tại những cái địa điểm, ví dụ như là đường sách hoặc là những cái địa điểm du lịch nổi tiếng, để mà khách du lịch lên đó thì họ sẽ không cảm thấy lạc lõng ở một nơi mà họ đang muốn trở thành ngôi nhà thứ hai của mình. Dạ, và em hy vọng, và đây cũng là một món quà mà em mang đến cho Misha năm nay. Thường thì mọi người sẽ mang đến một cái kỷ vật gì đó của Việt Nam, nhưng mà em hy vọng là mình đang bước vào một cái thế kỷ mới, một new era of unicorns, thì mình sẽ tích hợp công nghệ vào trong đó. Và lý do vì sao em có cái dự án này là tại vì sau Covid thì em cảm thấy đồng loạt các quán ăn, nhà hàng, địa điểm du lịch ở quê hương em Nha Trang đồng loạt đóng cửa, người dân họ rất nghèo, không có tiền. Thì quê em là về du lịch, mà không chỉ Nha Trang, Khánh Hòa mà rất nhiều những địa điểm khác. Thì du lịch là một trong những thế mạnh mũi nhọn của Việt Nam. Cho nên là em muốn là hy vọng là có thể phát triển cái dự án này để có thể giúp đỡ cho khách du lịch và giúp đỡ cho người dân quê hương em, cho Việt Nam. Hy vọng là mọi người có thể gợi ý cho em nhiều địa điểm mà mọi người hay tụ tập, được chưa? Dạ, em sẽ tiếp vào trong đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you.